Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Thì hôm nay bên em vừa về được một chiếc Toyota Altis phiên bản 2022, bản G, màu mới, màu 1K3, là màu là xe thứ hai sau Cross của cái màu đặc biệt này, màu mới của Toyota. Thì trong khuôn khổ video này em xin phép giới thiệu về ngoại hình chiếc xe Toyota Altis 2022 phiên bản G, màu xám xanh 1K3 và cũng như là các tình hình về thông tin về xe Altis phiên bản mới. Thì Altis được phân phối ở thị trường Việt Nam với 3 phiên bản và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, và nó là phiên bản xuất đi châu Âu nên là cái tiêu chuẩn khí thải là Euro 6. Giá lần lượt các phiên bản 1.8G trước mặt chúng ta đây là có giá niêm yết là 719 triệu. Phiên bản thứ hai là phiên bản cao cấp hơn, phiên bản xăng cao cấp. Phiên bản giá xăng cao cấp thì sẽ có giá là 765 triệu. Phiên bản cao cấp nhất là phiên bản xăng điện thì có giá niêm yết là 860 triệu. Sơ bộ các bản nó sẽ khác nhau về như thế này. Em sẽ nhắc so sánh sơ. Hai bản xăng với nhau thì nó sẽ giống nhau về động cơ, kích thước, khung gầm, cảm giác lái. Tuy nhiên là sẽ khác nhau về cái tính năng an toàn, như là tua safety sense này, giữ lan đường cảnh báo tên va chạm, cũng như là hệ thống hỗ trợ phanh. Rồi cái thứ hai là về cái cảm biến này, cái thứ ba là Apple CarPlay, cái thứ tư là cái la răng và lốp. Nó là cái một chút về cái ngoại hình cũng như là cái option tính an toàn. Thì còn ngoài ra thì cái động cơ và khung gầm, cảm giác lái thì như nhau, chênh nhau 46 triệu. Còn phiên bản xăng điện và phiên bản xăng cao cấp thì hai bản đấy thì lại giống nhau về option, mà chỉ khác nhau về cái cơ bản là về cái động cơ xăng điện thôi. Nên là anh chị nào còn có nhu cầu cụ thể hơn ấy, thì em sẽ chọn anh chị, tư vấn anh chị cái phiên bản thứ nhất là về tài chính, và thứ hai là về cái nhu cầu làm sao nó vừa tối ưu về tài chính, và thứ hai là vừa đáp ứng đủ nhu cầu của anh chị. Thì anh chị liên hệ với em thì em sẽ tư vấn cho anh chị cụ thể hơn. Thì em sẽ phân tích. Em vừa rồi thì em đã đi một vòng qua cái xe bản Altis 2022 1.8G màu 1K3. Thì thứ nhất là logo là logo thường, gọi logo 3D. Đèn thì vẫn là full LED. Thua phiên bản 1.8V kia, bản xăng cao cấp kia là hai cái cảm biến trước này. Về la răng thì là la răng đúc nhỏ hơn 1 inch, và phiên bản xăng cao cấp thì được là la răng phay xước và lớn hơn 1 inch. Thì anh chị em làm đủ video các phiên bản ở trên kênh của em rồi, thì anh chị cần tham khảo thêm, hay là nếu mà muốn tư vấn cụ thể hơn về nhu cầu cũng như là về trả góp hay là các chính sách ưu đãi hay lịch xe, màu xe thì có thể liên hệ với em, thì em sẽ báo được cụ thể hơn, bởi vì lịch xe là thay đổi tới từng thời điểm mà. Vâng, thì nếu anh chị có thắc mắc về cái miếng màu trắng này thì là cái miếng dán bảo vệ khi mà BM cẩu xe qua thẳng cảng biển, và đây là cái mà để kéo xe này, bên em cũng chưa tháo ra, xe vừa mới về nơi. Thì khi nào mà anh chị mà đặt xe ấy, thì bên em sẽ vệ sinh về nội ngoại thất, cũng như là bóc cái miếng dán bảo vệ xe này, bảo vệ la răng, và tháo các cái miếng kéo đậy lại. Ngoài ra thì phía Altis 2022 thì có các tùy chọn về màu sắc như sau: màu đen, màu trắng và giữ nguyên này, màu bạc nó sẽ được quay trở lại ở phiên bản 2022 này, và có một màu mới là màu 1K3 trước mặt chúng ta đây. Còn màu nội thất thì sẽ được có hai lựa chọn là màu đen pha với kem, và cái thứ hai là màu đen thuần. Thì em đã quay nội thất của một bản đen kem rồi, nên là anh chị cần em xem thêm thì có gì mở kênh em nhé. Còn một phần nữa là bản G này sẽ không có cái Apple CarPlay không dây, và chỉ có bản V và bản HV có thôi. Còn nhiều màn hình thì vẫn là 9 inch. Vừa rồi trong khuôn khổ video nhanh này, xe về đến nơi thì em quay giới thiệu nhanh như vậy. Thì anh chị cần em hỗ trợ thêm thông tin gì thì có thể liên hệ với em qua số hotline em trên màn hình nhé. Em xin chào anh chị và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.